bọn cháu chả biết là vì bọn nó ít vốn. Cô này nó năng động cái này tốt đẹp lắm. Mấy tuổi chồng nó. Hiện nay đang tê tức ở chân chân trái chân phải. À. Đang tê tức ở chân phải à? Bác tê tức từ mông xuống dưới chân. À. Nó tê bì. Tê bì, một chân hay hai chân ạ? À, một chân hai chân. Nhà mình quê ở chỗ nào nhỉ? À, Quang Thừa, Ứng Hòa, Hà Nội à? À, Quang Thừa thuộc tỉnh Hà Nam. Cái này gọi là vâng, vôi gai thoái hóa cột sống, nó chèn ép dây thần kinh tọa nhá. Được rồi, nhà thuốc sẽ xử lý cho bác. Được rồi, bác quay đây. Vâng, lo gì vẫn là... Thưa quý vị và các bạn, hôm nay cũng là một ngày giữa tháng 10. Minh Cương đi quay ghi hình bệnh nhân tại tỉnh Hà Nam. Sau khi dùng cái sản phẩm thuốc chữa bệnh viêm đau dây thần kinh tọa của nhà thuốc, giờ đã ổn rồi. Bệnh nhân này trước đây là bị thoát vị đĩa đệm, chèn ép dây thần kinh tọa. Cô cho cháu hỏi cái thôn Thượng Lĩnh. Đây là thôn Quang Thừa. À, thôn Quang Thừa xã gì ạ? Xã Thượng Lĩnh. À, huyện gì thưa cô? Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. À, Kim Bảng, Hà Nam ạ. À? Nó là ở đây luôn hả cô? Ừ. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô nhá. Em chào anh ạ. Anh chào chú. Anh cho em biết anh tên là gì và hiện nay anh đang ở đâu ạ? Anh tên là Vũ Quốc Tuân, anh ở xóm 5 thôn Quang Thừa. Vâng ạ. Thôn Quang Thừa xã gì? Thôn Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam đấy. Vâng ạ. Quá trình trước đây là anh bị ảnh hưởng chân mông thoát vị như nào? Anh ra quá trình là cũng vì lao động nặng. Vâng. Nên là nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống. Vâng ạ. Và đĩa đệm. Đấy, thì là nó cũng đau, thời gian là nó đau lặng nhiều mà khả năng năm lúc nó đi nó không được thoải mái. Vâng ạ. Bữa anh có lên nhà thuốc để thăm khám và lấy cái sản phẩm chuyên chữa bệnh viêm đau dây thần kinh tọa này, thoát vị đĩa đệm này. Thì bữa đấy là xin hỏi trước khi mà đến nhà thuốc ấy, anh đã đi bệnh viện nào rồi mà anh có cái kết quả mà em đưa em xem đấy ạ? À, trước khi lên chỗ nhà thuốc thì là anh đã đi lên Việt Đức anh chụp. Vâng ạ. Chụp cộng hưởng là nó cũng cho kết quả là bị thoái hóa xương. Vâng ạ. Sống và chớm thoát vị đĩa đệm. Vâng ạ. Đấy thì là nó cũng đau mà anh đi là hầu như gần như bỏ. Vâng ạ. Tức là không đi được. Đấy. Khó khăn, đi khó khăn. Đấy, đi rất khó khăn. Vâng ạ. Thì là anh đi lên Việt Đức thăm khám chiếu chụp, là anh có sử dụng thuốc men ở trên đấy không? Anh cũng sử dụng tầm khoảng nửa tháng thuốc trên đấy. Dạ vâng. Và ngoài ra Việt Đức ra anh còn đi ở đâu nữa không? Chữa đâu nữa không? Không, anh không đi đâu. Vâng. Anh cũng nghe tin là chú ở trên chỗ thầy thuốc trên đấy là nó có cái hiệu nghiệm. Vâng. Chữa cho bà con ổn định nhiều. Dạ vâng. Người lọ nói người kia thì tôi lên chú. Vâng ạ. Đây là cũng không may là lên chú là chú khám bệnh châm cứu với cả đưa thuốc rồi uống thì về thì thấy cảm thấy một thời gian sau là cái con người nó đi lại nó tương đối bình thường. Vâng ạ. Tức là khi mà đến nhà thuốc thì nhà thuốc nếu mà thông thường bệnh nhân gần thì nhà thuốc sẽ châm cứu một hai hôm, vài ba hôm nếu có. Còn nếu mà những bệnh nhân ở xa thì thông thường nhà thuốc gửi cái sản phẩm rượu thuốc đấy. Thì xin hỏi anh là anh uống rượu ở đấy, đối với anh có khó uống không? Chắc chắn rượu nó cũng hơi khó uống một tí rồi. Rượu nói chung là thuốc thì nói chung là nó gọi là thuốc là phải khó uống rồi. Hơi khó uống, dạ. Em vẫn nhắc bệnh nhân là khi mà uống khó uống ấy, thì mình có thể đổ cái
rượu thuốc đó vào cái cốc nước để mình uống để cho độ độ rượu nó loãng ra thì là dễ uống. Đấy, thì xin hỏi tỉ mỉ anh một chút là bữa anh bị cái tình trạng thoát vị đĩa đệm với cả chèn ép gia đình anh Tọa đi lại khó khăn, thế anh có lo lắng không? Cũng lo chứ, lo lắng là trong cuộc sống của mình không có gì bằng cái sức khỏe. Dạ. Đấy, thì là con người mình đã có bệnh gì thì khổ bệnh đấy. Vâng ạ. Cũng lo lắng bởi vì mình là chủ sự gia đình nữa. Dạ. Rất nhiều thứ phải cần phải lo. Thì là bữa đấy là thông thường cái bệnh của anh ấy, anh cảm thấy là đau ban ngày, ban tối hay là đau lúc nào cũng đau? Nói chung là nó đau là hầu như là triền miên cả ngày luôn trong thời gian đấy. Dạ vâng. Nằm xuống mà đứng lên, co chân lên co chân xuống rất khó chịu. Dạ vâng. Nó hay bị giật. Vâng. Khi mà cái thời điểm bây giờ là chắc là ai là người giúp đỡ anh nhiều nhất trong cái sinh hoạt? À, cái đấy thì chỉ có vợ thôi, vợ chồng đó. Nhà con cái đi vắng rồi. Dạ vâng, đấy, vợ chồng lúc đấy mới nhờ nhau mới thấy quý giá thế nào. Đấy thì là qua quá trình anh sử dụng cái sản phẩm rượu thuốc chuyên chữa bệnh viêm đau gia đình hình tọa chèn ép do thoái hóa vôi gai hoặc là thoát vị, đến bây giờ thì anh cảm thấy thế nào? Đến bây giờ đã anh cảm thấy nó bình thường rồi, đi lại bình thường rồi. Rồi mà anh đi làm việc nhẹ được rồi. Dạ, đi làm việc rồi. Đấy. Vâng ạ, tốt quá. Đấy thì là cái rượu của nhà thuốc thì anh có cảm thấy nó có rắc rối hay là rất là đơn giản khi dùng thuốc? Có không, phải đun về phải sắc gì không? Không, nó cũng chẳng có cái gì là cái rắc rối cả. Mỗi cái là mình giờ là nhà thuốc là đã đưa cô sẵn ra rồi về để tôi cứ uống thôi. Dạ đấy, vâng. Thì này được phép là cho pha nước lã mà uống nó không mất chất lượng gì. Dạ vâng. Đấy, đấy cái rượu thuốc của nhà thuốc thì không phải đun, không phải dễ sắc. Dễ dàng hơn. Đấy. Uống thì là rất là dễ dàng, không phải đun sắc gì cả nên không phải lo về cái khi mà mình bị bệnh lại bắt người thân phải đun sắc nữa. Đấy thì là qua quá trình anh sử dụng cái rượu thuốc chữa bệnh này của nhà thuốc thì đến nay là anh đã ổn định. Thì hôm nay nhà thuốc đến là hỏi thăm và xin phép được ghi hình ảnh, thì là thấy anh ổn định như này nhà thuốc rất là vui. Thay mặt nhà thuốc là xin được nắm tay anh một cái. Rồi anh cũng thay mặt cho mọi người mà đang mắc bệnh như anh. Dạ. Đấy, thì cũng cảm ơn nhà thuốc. Đấy, có cái lộ trình thuốc mà chữa cho tôi đã khỏi bệnh. Dạ. Đấy nên là bây giờ là đi làm được an toàn rồi. Dạ. Thì là đi làm cảm ơn. Dạ vâng. Thì là nhà thuốc sẽ cố gắng dùng các cái thảo dược quanh ta, thảo dược của chính người Việt Nam để chữa bệnh cho người Việt Nam một cách hiệu quả. Rất cảm ơn anh đã tin tưởng và sử dụng cái sản phẩm rượu uống để chữa bệnh viêm đau gia đình tọa do vôi gai thoái hóa thoát vị đĩa đệm chèn ép. Cảm ơn anh. Thế anh cảm ơn chú nha. Dạ với anh đi lại em một đoạn nhá. Anh đứng nha. Rồi bây giờ anh đi lại cho em một đoạn ra ngõ rồi quay lại. À, bây giờ đi đứng là tuyệt vời rồi. Trước đây là anh đến nhà là còn đi lại rất là khó đúng không? Quá tuyệt vời. Cảm ơn chú nè. Nói chung là bài thuốc tuyệt vời. Nói chung là chữa bệnh cho những người bệnh nhân như anh. Dạ vâng, trên thực tế là nếu mà không phải bệnh thì sẽ không đi làm được. Rồi. Không đi làm được đúng không ạ? Bây giờ anh đã đi làm, quay lại đi làm được bao thời gian rồi? Cũng được khoảng độ tháng rồi. Đấy. Tháng rồi. Vâng, tuyệt vời quá. Đấy. Thì cái thuốc của nhà thuốc đấy thì thuốc làm chữa bệnh cho người làm một cách hiệu quả, trên thực tế là như vậy. Không không cái gì bằng cái thuốc nhà mình. Dạ, thuốc vâng. Để trên người mà không chắc phất ra được thì chứ bệnh người phải làm thì nó hơi một tí. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Dạ. Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi xin được tự giới thiệu, tôi là Lương Y Lạc Minh Cương, nhà thuốc Đông Y Bảo Lộc Đường, có địa chỉ ở đầu làng thôn Thập Vực, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Hôm nay trong một cái thời tiết rất là đẹp, Minh Cương đi ghi hình bệnh nhân sau khi sử dụng cái sản phẩm rượu thuốc chữa bệnh viêm đau gia đình thần kinh tọa do thoái hóa thoát vị đĩa đệm chèn ép. Một bệnh nhân tại thôn Quang Thừa, xã Thượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Giờ anh đã gọi điện, anh bảo đã khỏi rồi và nhà thuốc đến để xin phép ghi hình ảnh. Thưa quý vị, đây là núi Chùa Ông, thờ Đức Thánh Tiên Ông, ngự tại xã Thượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Xin mời quý vị và các bạn chiêm ngưỡng một số hình ảnh ở nơi đây. Còn đây là gọi là vực Chúa Ông, còn đây là
thờ Đức Thánh Yên Thiên Ông tại Lúi. Nhà thuốc Đông y Bảo Lộc Đường từ trước tới nay là chữa cho rất là nhiều người bị chèn ép dây thần kinh tọa, không đi nổi, đã khỏi bệnh này bằng cái rượu thuốc. Nhà thuốc đã ngâm cái thảo dược, nhà thuốc cố gắng để mang các cái sản phẩm thuốc Đông Nam Y từ thảo dược có ở đất nước Việt Nam để chữa bệnh cho người Việt Nam chúng ta. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Quý vị và các bạn muốn tương tác với nhà thuốc, hãy liên hệ với nhà thuốc qua số điện thoại 0989 759 199 hoặc 0813 713 713 để tương tác từ số điện thoại, từ Zalo, từ YouTube để biết đến nhà thuốc nhiều hơn, để dùng cái sản phẩm khi mà bị bệnh được tốt hơn, kịp thời hơn. Xin cảm ơn quý vị. Thank you.
Thank you.